hôm nay gia đình mình nó đang ở nhà hàng này nè cả nhà. Rinbin Buffet Restaurant. Ở đây gọi là buffet rau đó cả nhà. Đẹp quá cả nhà, rộng rãi. Tiền hai chiếc ngồi giữa thì cho dễ. Buffet rau này cả nhà. Ba xích qua đi. Ba với năm xích qua. Anh đủ lấy rồi Út. Lấy cho nó tỉnh ngủ. Ở bên kia hai người nữa. Mình đi lấy rau, các loại rau cả nhà ơi. Không. Đi rau nè, cũng thứ nè. Rau đủ thứ ngon rồi, có sợi lý son này nha. Ở này tầng ô, này gì rau dền ha. Cải con, cải ngọt, bó xôi, đủ loại rau, spinach, đậu bắp, cải, đây, cải này là bông cải xanh, bông cải xanh. Rau salad Đà Lạt nè. Salad Đà Lạt nè cả nhà. Hai loại. Loại này loại kia nữa cả nhà. Hai loại là rau má nè. Rau má nè. Bắp cải, hành nè. Cái thì cái nước sốt, cái sốt. Sốt là cái nhà. Hẹn gặp cả nhà video sau nhé.